Nam Bộ đang trong mùa mưa nhưng lại có nắng nóng trái mùa. Ngay lúc này nắng đã xuất hiện ở hầu khắp khu vực, nhiệt độ ngoài trời khoảng 27 đến 28 độ. Trời mát trong 2 tiếng nữa, sau đó sẽ nóng lên nhanh theo nắng. Dự báo không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng, mà một số thành phố ở miền Tây cũng đạt mức nắng nóng như ở Cao Lãnh, Châu Đốc, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Cần Thơ và các thành phố Nam Bộ khác trời cũng nóng, 32 đến 34 độ. Đến chiều tối sau 16 giờ, mưa mới xuất hiện trở lại Nam Bộ. Diện mưa không rộng, nhưng lưu ý có nơi mưa to kèm dông.